Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là Chủ nhật 20 tháng 8. Em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc, và một tối buổi tối vui vẻ. Hôm nay em soạn một ít hàng mời thuốc lên giao lưu với anh em. Các giao dịch của bên em cũng là một chuyển khoản đủ phi ship, hai code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em, và phí code anh em 10 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code nha anh em. Anh em chú ý vấn đề này giúp em. Và em chỉ nhận chốt trên Zalo, tin nhắn SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em ha. Em không nhận chốt trên YouTube nha anh em, mong anh em thông cảm. Rồi, em đưa cái thuốc em vào việc. Rồi đầu tiên em đang xài con này à, có con Slim này. Slim xưa 69 có cấn dầm lề được hãng bảo hành lại nha anh em. Lề này hãng bấm bảo hành lại ha, tức là hãng thay lề và bấm điện lại. Đây có cấn ha, có cấn dầm. Bao anh em mở thuốc là em đang ngồi thuốc. Bao bén luôn. Rồi một mặt chữ chuẩn đời ha. Rồi con này 200k nè, cho anh em mời thuốc, đốt nhang các kiểu. Đốt luôn nhà người yêu cũ được luôn. Cái nó thay cái lệ của nó xong nó thay cái cốt rỗng của nó luôn. Nó hơi bót á. Rồi hãy xỉ. Rồi em ra tiếp con Slim này đẹp. Con HB cắt ăn mòn chủ đề Shippo xin hãng. Qua sử dụng nha anh em, có shipper nhẹ, sản xuất năm 97 là mã. Tổng thể có dâm kim, lề lối đẹp, anh em nhìn thấy cái màu rơm nó là anh em biết nó còn độ mới của nó còn khá là cao ha. Này nó có mấy điểm dâm kim nè, lớp rơm rất đẹp. Có sức nhẹ thôi. Bánh bé. Qua sử dụng ít. Con này nó cái ruột nó hơi mờ cái mọc. Vỏ thì rất là đẹp, về sau bán vậy nha anh em. Nó bị xước mà mọc ha. Vỏ thì khá đẹp. 20 tháng 8 mã số 1 208. Thank you.
rồi mấy con số mấy con làm một ND Mỹ sản xuất 2014, tình trạng của nó là qua sử dụng khá là ít và nó khác kiểu đối xứng caro nhìn cũng khá đẹp. Chủ đề này là xuyên hãng 80 thờ nha nè, nằm trong sách catalog. Dòng này nó dòng sức bụi nhưng mà nó cắt này là riêng hãng nha anh em, cắt đối xứng cũng khá đẹp ha. 80 thời kỷ niệm 80 năm thành lập hãng đó. Gục trùng 5 tháng qua sử dụng nha anh em, mà tổng thể còn rất là đẹp, âm hay, chủ đề cũng hay. Chưa sửa chữa ha. Tám mã số 2 370K. Rồi lên mã số 3. Đây là một con mã bạc khắc thân mòn, chủ đề về tin nhắn trái tim. Này có hình trái tim, có đính đá zin. Sản xuất 2008. Có dầm đầu kim. Nhỏ xíu ha, lề lối đẹp. Cái màu nó lên khá là cổ, lớp mạ nó còn nguyên nha anh em, và góc cạnh thì cũng đẹp ha, có vài điểm dâm kim đầu kim chút xíu à. Cái này là cái oxy hóa nó lên chứ không phải là nó cấn nha. Đây nè, này là cấn kim nè, bên đây nó cấn kim nhẹ nè, nói chung tổng thể đẹp á. Kêu sửa chữa luôn, ruột trùng 5 tháng rồi, sản xuất 2008 là ruột trùng 5 tháng, chủ đề cũng đẹp. Con này mã bạc nha anh em. Tháng 8 mã số 3 370 luôn. Thì cho anh em thích chủ đề nào. Rồi đây là một con Sapphire cũng khá là đẹp, sản xuất 2004. Limited ha anh em. Không cấn mớp, không chút cấn mớp. Có xước nhẹ. Có xước nhẹ nhưng không cấn mớp nha anh em.
gà khỏe luôn. Cột trùng 5 chưa sửa chữa nguyên zin. Con này bản limited ha, 20/8 mã số 4 380. Rồi em lên một con bọc da. Con này con bọc da đời số, bỏ tháng 1 năm 2014. Chủ đề là chủ đề màu á nè, đất da nó có hơi phai cái màu xíu, nhưng mà nó không có rách rưới gì hết, nó còn nguyên lề lối đẹp, nó có bị phai phai cái lớp da nè. Anh em thích chơi lạ lạ thì anh em chơi con này cũng hay, lớp da còn khá là đẹp, nó không có bị sức mối chỉ hay là nó bị chốc chỗ nào, nó bị hở chỗ nào hết ha. Nó thì nó có dạng nữa, nó bị xước cái lớp da, chủ đề mà hỏi luôn á, chủ đề mà hỏi trên dòng Bipo anh em chơi sưu tầm nên em biết ha. Qua sử dụng ít, cực ít luôn á, khoảng chừng 1-2 lần chăm xăng này. Ruột theo vỏ là nó là dạng đầu năm cuối năm, ruột tháng 12, 23, vỏ tháng 1, 24. Đánh bén thôi rồi, nhìn thấy vỏ nó đẹp, bên trong. Anh em thích chơi hàng lạ thì mình mới chơi con này. Số 5 450, 20/8 mã số 5 450. Xài chán ngốc mở cái vỏ ra, vỏ nó mới như vỏ mới, lớp da này xài nó cũng bền, xài kỹ là biết chừng nào mà hư. Rồi em lên một con chủ đề Zippo cũng khá là đẹp, lớp rơm còn khá đẹp, rơm mà mình phải sức mạnh, nó có hơi sức tơ nhẹ nè nè, nội địa Mỹ 215. Để lối đẹp, góc cạnh đẹp không có mớp luôn, lớp rơm nó cũng khá đẹp ha, mặt sau nó cũng có hơi xước nhẹ và phải xước mình. Và con này nó cái hãng nó cái nắp nó lỗi, nó hơi lỗi nhẹ nè, nó như ở đây nè, nhìn mình nhìn thấy nó hơi dư ra xíu. Kiểu như giống như bị lỗi nhưng mà không phải, cái này là do hãng nha anh em, nhìn nó không đều đều quá, được cái tổng thể nó khá là đẹp. Để
lót cho anh em cái để cho nó thấy nó xước ổn quá, nhìn nó còn đẹp quá. Khá đẹp anh em ơi, chủ đề cờ Mỹ, chủ đề Simple, về lối đẹp nó có hơi xước xíu. Này em chỉnh là nó hơi bị quên. Con này đẹp nha, hơi cao hơn xíu. 20 tháng 8 mã số 6560K. Hôm nay một con chủ đề nó cũng hay nhưng mà nó qua sử dụng nó hơi xước xát với lại có cứng dâm nhiều. Đây là một con chrome file xước, chủ đề về Blue Angel. Không biết anh em có coi cái video của em, nó con này là nó có chủ đề này, nó có một set gồm 6 chiếc máy bay. Máy bay này là của đây là một cái đội máy bay trình diễn. Anh em thấy máy bay mà của Mỹ nó trình diễn mà nó mà cái đội này là hồi xưa tới giờ luôn rồi đó, nó thành lập từ hồi năm đâu 46 tới giờ đó. Này thuộc của Hải quân Hoa Kỳ luôn. Nó cũng là một chủ đề của quân đội thuộc Hải quân Hoa Kỳ mà nó là một cái đội bay trình diễn. Ví dụ như anh em nhiều khi anh em coi tin tức anh em thấy nó có nhiều cái chiếc máy bay mà nó bay theo theo hàng rồi nó biểu diễn trên không á. Thì nó có 6 chiếc nó có 6 chiếc máy bay đó rồi từ những thập niên 40 thành lập ra cái đội bay như vậy. Là cái đội bay đó nó gồm 6 chiếc, nó có 6 số thứ tự từ 1 tới 6. Và cái con này là cái con đầu tiên. Kiểu như cái con này là nó đi nó dẫn 6 cái chiếc xe của chiếc máy bay còn lại á. Là nó đi đầu. Xong rồi bắt đầu nó giống như là dắt cái 6 chiếc máy bay đó ra rồi bắt đầu mấy 6 máy bay đó trình diễn thôi. Còn con này thì giống như là dạng dẫn đường đi ra á. Kiểu nó dắt ra sân khấu á, kiểu mình gọi giống như là MC gì á. Rồi có một con nữa, là một con đó là một con chủ, cái mặt trước của nó là cái mặt mặt về cái mặt Blue Angel này, về cái đội bay này. Anh em chịu khó kiếm là em có đăng đâu mấy tháng trước á, một cái set đó nó vô một cái set nó gồm 8 con trong một cái set. Con này sản xuất năm 93. Trên YouTube em có giới thiệu qua cái set này rồi. Cái set đó set new luôn, có sách đồ này nọ. Con này nó có shooter anh em, với lại nó có hơi dâm nè ha. Đó, nó hơi dâm nhẹ nha. Và chủ đề của nó là khắc ăn mòn hai mặt ha nè, chủ đề về đội bay Blue Angel chiên thần xanh. Em cũng thanh gan bánh bén lưỡi gà khỏe. Ruột này là ruột mà giai đoạn nhưng mà vẫn thấy mình nhìn thấy cái đuôi của nó là cái
đuôi này đuôi 93 chuẩn luôn á. Nó dầm ít và có xước nha nè, nó có dầm té nhẹ xíu, không có cấn mấp nặng. Và cái dòng HB thì nó có xước tơ ha. Đây, nói chung cái chủ đề này nó cũng hay. Nếu mà anh em có coi cái video, chịu có kiếm video trên cái kênh của em á, em có đăng một set rồi, em có mô tả đầy đủ trên đó. 20 tháng 8 mã số 7 600k. Con này chủ đề cũng hay. Dòng HB nó có qua sử dụng, nó có dân nhẹ. Rồi, em lên một con chủ đề về đồng xu của Mỹ. Chủ đề này cũng lạ nha anh em. Chủ đề này em cũng ít gặp. Đồng đô la ha, đồng đô la bằng xu. Sản xuất năm 87. Tình trạng là cũng có té nhiều, có dâm mà không thấy kiểu như cấn mấp nặng thì không có ha. Và được hãng bảo hành lề luôn rồi nha anh em. Lề này hãng bảo hành rồi ha. Đây, nó có dâm kim. Con này em thật sự lười chứ còn không là xả ra thì xả xong đánh bóng rồi là nó đẹp lắm, xử lý mấy cái cấn này là mất luôn, nhưng mà không có thời gian, không có thời gian làm thật sự với anh em á. Sửa chữa chỉ có lề là được hãng bảo hành thôi, lề có thay thế do hãng, ruột thì chưa sửa chữa. Và ruột này thì mờ giai đoạn 8889 lưới gà chưa bắt cạnh nè. Lề thì được hãng thay thế bấm chì lại 1987 nha anh em. Bán cho anh em giá mồi thuốc 600. Spam 600. Chủ đề này cũng lạ. Chủ đề này ít gặp. Rồi em lên một con mã vàng. Em lem này em lem dán thêm ha, em lem quân đội dán thêm. Và nó được gỡ gấp nhựa này nè anh em. Bên đây cũng là một con mã vàng, chúc em giới thiệu cho anh em con này luôn. Thì để em giới thiệu con này thì bắt đầu em mới để cho anh em hiểu. Gỡ gấp nhựa này nè. Và trên này nó có một cái ô khắc tên như vậy. Con này thì có bị khắc tên nên em dán em lem lên em che lại cho nó nhìn cho nó dễ nhìn hơn. Rồi, anh em nắm tình trạng ha. Sản xuất năm 95. Lề lối đẹp. Đây có té nhẹ vuông góc xíu. Đây nó có té nhẹ vuông góc hơn, không có cấn mấp nặng. Sản xuất năm 95. Cái này chưa có ấy kỹ nhưng mà về có thể cùi lên nè. Con này ruột vàng trùng năm tháng luôn nè anh em. Chưa sửa chữa. Bài đóng miếng lót rồi cơ.
có lót là cho nó đỡ xước cái ruột vàng này, nó dễ xước. Đây là con này mạ vàng xin hết ha. Nó dư cái miếng ấy rồi. Cốt này là cốt xin luôn nè anh em, cốt còn mạ vàng luôn nè, thấy không? Bao nguyên xin, bao lưỡi gà khỏe, bánh xe bán. Con này nó 20 tháng 8. Mã số 9 750k. Rồi em lên cái con còn ấp nhựa xin nè. Con này thì nó chưa có xăm tên. Con này sản xuất năm 91. Con này có cấn dâm ha. Về lối đẹp. Cái nắp có hơi dâm kim nữa nè. Lớp mạ thì cũng còn khá đẹp ha. Ốp nhựa này màu này người ta thường gọi là hổ phách. Con này thì ruột màu giai đoạn nè, nhưng mà con này thì cái ruột nó xước nhiều, ruột gốc nó hơi xước nhiều, cũng chưa sửa chữa luôn. Anh em xài mốt gỡ hai cái mặt ra là hai cái mặt màu vàng nó đẹp lắm. Chín mươi mốt, con này cái ruột nó không đẹp bằng cái con 95. 20 tháng 8 mã số 10 650. Con này thì ô xăm tên, nó chưa có xăm, nó còn nguyên. Que silver, con này là tình trạng chưa qua sử dụng nhưng mà nó lỗi vận chuyển về nè anh em, đau lòng. Bản limited luôn, mãi phát tài luôn, số limited đẹp ha. Cái này nó đã bị xước ngoài lớp keo quá anh em. Nếu như mà anh em không ngại những cái vết này á, những cái vết này nó chưa có vô trong đâu, cái này là vết xước ở bên ngoài lớp keo nha anh em. Cái này mình xả lớp keo ra là hết đó, thì nó còn một lớp keo bảo vệ bên ngoài nữa. Con này chủ đề cũng lạ nè, Spirit Gang, sản xuất năm 98 mà bản limited luôn. Có xước lớp keo bên ngoài. Con này xả bỏ cái lớp keo ra nó cũng còn đẹp, nhưng mà anh em xài mà không ngại thì cứ vẫn để dẹp xài. Khi nào mà anh em xài mà nó xước xát nhiều quá thì lúc đó mình xả ra luôn một lần. Con này là em cam đoan với anh em là nó chưa có vào trong, nó bị cái lớp xước lớp keo. Số limited đẹp chứ. Chặt đá luôn. F.O. Mã silver. Bụi bậm.
dính gì đó trời, bụi bặm mà thấy không nè. Đó anh em nắm tình trạng ha, nếu không ngại thì mình để và mình xài, xài thời gian nếu mà nó xước keo nhiều quá thì bắt đầu mình xả một lần ra, spa nhẹ ra thì nó đẹp. Rồi con này 700, con này không xước lớp keo và mà nó nêu vậy là phải ta chịu quá. Dòng Antiwear Silver với lại cái mấy con, cái con Antiwear Brad, giá nó cao hơn những cái con rơm khác, chủ đề nó cũng lạ nữa nè, chủ đề này lạ, dao kéo gì lùm. 20 tháng 8 mã số 11 700, con này là chưa qua sử dụng nha anh em, anh em lưu ý ha anh em. Cái những cái con này em tặng cho anh em một cái bút linh kiện, nếu mà thích để trưng bày cái mặt trước thì nó đẹp nè anh em, cái mặt trước này đẹp có thể để trưng bày được, còn chuyển thì cũng hên, còn được cái mặt trước, còn được mặt tiền, còn trưng bày thì để ốp vô cái hộp thì để mình trưng cũng được. Tặng hộp linh kiện nha cho anh em ha, tặng hộp thiết linh kiện ha, có thể để trưng bày, để vô cái hộp trưng bày cũng được. Chưa qua sử dụng, chủ đời Hawaii, sản xuất năm 94, tình trạng cũng chưa qua sử dụng luôn. Về công hộp em cũng tặng cho một cái hộp linh kiện để bảo quản luôn ha. Chưa qua sử dụng mà nó cũng có hơi xước nhẹ, nó hơi xước tơ nhẹ nè, trước nó có vài điểm xước tơ nhẹ thôi nhưng mà khó thấy lắm, anh em lật nghiêng qua anh em theo cái góc độ ánh sáng thì mới thấy được, còn cầm trên tay nhiều khi nhìn cũng không thấy luôn đó nè, nhìn trực diện không thấy luôn á. Nó xước xước cho anh em để ấy thôi chứ còn hầu như không thấy quỷ ma gì đâu, nó xước nhẹ bùn đốt xước, không có xước luôn, cạ nhẹ xíu, nó có cạ nhẹ xíu, ruột trùng 5 94 ha. Cái này cái bất nó đen này ở dưới này là do đá này nè anh em, chứ nó chắc là nó chưa sử dụng. Nên anh em cho nó bên này nó có hơi xước xíu, mà bên này không có xước, còn xước cả nhẹ đây nè, còn bụi bên trong luôn ha. Con này em cũng tặng hộp linh kiện luôn nha. Hai
con Slim xưa chưa qua sử dụng. Con này dòng sọc dưa. Ô xăm tên thì đã có xăm. Xả sức 576. Xước luôn anh nè, con này đẹp quá, đẹp quá, cạ nhẹ, nó cạ nhẹ xíu, bóp bóp vô để nó đỡ. Chưa có lót luôn rồi, tán xanh chành luôn, bất bột ha nè, ruột màu hoặc chữ chuẩn đời 76 ha, con này đẹp luôn. Liêm 7F 76. Cho anh em chơi năm sinh. Tặng cái hộp linh kiện luôn ha, để bảo quản. Rồi em lên một con 81 niêu nữa nè, mà cũng có xước cho lỗi vận chuyển. HB 81 chưa qua sử dụng, nhưng có lỗi vận chuyển và nó để xước mà, dòng HB bị mặt trước rồi. Hôm trước anh nào kiếm 81 quên mất tiêu, anh em dặn hàng em không bao giờ nhớ nổi này. Mặt sau thì không có bị xước, trước nó có xước. Lọc nắp đẹp, có xước nhẹ, có cà nhẹ. Bên đây không có cà. Ruột hai mặt chỉ chuẩn đời ha, chưa qua sử dụng. Cái ruột này ở ngoài thị trường không 1 triệu bạc. Hơn nữa. Rồi con này nó bị lỗi chỗ này nha anh em. Lỗi vận chuyển về nó hơi xước ha. Mã 14, 1,5 triệu, tặng hộp linh kiện luôn.
mấy con này nó có thấy gì vậy mình cứ để mình. Có cái hộp để bảo quản cho nó cũng được. Con này nó không bị vậy thì chắc chắn nó không có giá này đâu nha anh em. Chục cái biết mà chưa qua sử dụng nó không có giá này đâu. Con cuối này thu là của khách nè. Con này sản xuất 206. Qua chừng 1-2 lần chăm xăng. Có té nè, nè. Té nhẹ xíu nè. Chủ đề Navi được khắc laser tại Việt Nam. Con này 370 luôn. 20 tháng 8 mã số 15. 370. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký. Cho em xin một lượt like và một chia sẻ. Em xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em luôn quan tâm đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chào tất cả anh em và chúc cho anh em có một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.